Tiếp theo trong series các bài cơ bản về guitar điện thì chúng ta sẽ tiếp tục luyện cái tay phải của bạn đánh phím. Thì cái này rất là cơ bản và cần các bạn nắm rõ được, cho nên mình làm liên tiếp các bài ha. Các bài trước thì các bạn đã tập về kiểu antinomicking, tức là một phím xuống một phím lên, một phím xuống một phím lên, đúng không? Đánh xuống một cái, đánh lên một cái. Mình nhắc rất là kỹ ở việc các bạn cố gắng làm sao đánh để cái biên độ từ cái phím chạm vào dây là khoảng cách nó nhỏ nhất, lúc đó chúng ta mới đánh nó nhanh được ha. Thì bài tiếp theo nữa mình sẽ có cái bài luyện ngón cho bạn. Còn trong bài hôm nay chúng ta sẽ luyện tập tiếp về cái tay phải của bạn trong việc một phím đánh xuống, một phím đánh lên. Và nó khác so với bài trước. Bài trước thì chúng ta chỉ đánh trên một dây thôi. Ví dụ chúng ta đánh trên dây số 6, chúng ta đánh một phím xuống, một phím lên ha, trên cùng một dây. Trong bài này các bạn phải tập thêm một cái nữa là ở đánh ở một phím xuống là đánh dây dây trên, còn phím lên thì chúng ta đánh ở cái dây tiếp theo, dây dưới. Ví dụ chúng ta đánh phím xuống dây 6 thì phím đánh lên chúng ta ở dây số 5. Thì điều này nó sẽ giúp các bạn là định vị được các dây khác nhau, bởi vì khi các bạn đánh nó đâu phải là chúng ta chỉ đánh trên một dây không đâu, chúng ta đánh trên nhiều dây nữa ha. Thì bài này chúng ta sẽ đánh ở hai các cặp dây liền kề với nhau. Thì để dễ tập thì chúng ta chỉ dùng hai cái ngón phía bên tay trái thôi, ngón trỏ và ngón áp út, hai ngón này chúng ta đánh bấm ở hai ngang nó tách biệt nhau một tí. Ví dụ như ngang số 5 và ngang số 7, các bạn bấm như thế này, bấm giữ luôn như thế này, nó dễ ha. Chủ yếu chúng ta tập tay phải. Chúng ta đánh một phím xuống, các bạn đánh, ví dụ các bạn đánh dây nốt la dây số 6, sau đó các bạn đánh nốt mi dây số 5. Các phím chạm vào dây rất là gần dây ha, chứ không đánh như thế. Các bạn đánh như vậy là cái biên độ nó rất rộng ha. Chúng ta làm sao dùng cổ tay ha, dùng cổ tay chứ không phải cánh tay nha, cổ tay di chuyển. Sao âm thanh nó phát ra cũng tương đối đồng đều, chứ đừng đánh mạnh. Cái phím đánh xuống thì bạn đánh mạnh, đánh lên nó không đều. Chúng ta cố gắng sao tạo ra cái âm thanh nó đồng đều với nhau ha. Tương tự như vậy, các bạn bấm hai dây dưới, dây số 5 và dây số 4. Chúng ta đánh vậy. Quan sát tay, bởi vì tay trái các bạn đã bấm nó chính xác một điểm rồi, các bạn không cần nhìn nữa, các bạn nhìn vô tay phải thôi để các bạn biết được rằng mình có đang đánh sai không. Thông thường các bạn sẽ bị đánh hai cái cơ bản. Một là các bạn đánh nó bị lộn dây, tức là ví dụ đánh dây số 5 và dây số 4 thì các bạn có thể đánh dây 5 xong sau đó các bạn móc vô tới múc ở dây 3, ví dụ như vậy. Lộn ha, thì mình nhìn lại, mình xem cái tay của mình ha. Nếu chưa quen các bạn hãy đánh chậm. Rồi, nhớ là một phím xuống một phím lên để cho quen. Sau đó các bạn cứ di chuyển tiếp xuống hai dây liền kề tiếp theo, dây 4 và dây 3. Các bạn thấy là tay phải mình di chuyển bằng cổ tay nha các bạn. Và tập như vậy, cái mắt các bạn quan sát thật kỹ để chúng ta không bị lộn dây và đánh âm lượng nó đều nha. Cái câu như thế này thì sau khi các bạn có thể tạo ra âm thanh nó tương đối một tí. Các bạn thấy không? Đó, chỉ hay cái dây như thế nào mà một số bài hát vẫn có thể sử dụng được ha. Là tay trái các bạn sẽ bấm nó khác đi một tí, nhưng mà vì cơ bản tay phải các bạn chỉ đánh có hai dây liền kề như vậy mà thôi. Thì hy vọng là bài số 3 này
sẽ giúp ích cho các bạn thêm trong việc các bạn tập luyện cái phím của tay phải, bởi vì cái này nó cực kỳ quan trọng. Cơ bản các bạn tập ghi tay điện là như mình đã trình bày trong các bài trước thì dùng phím hết 99%, do đó các bạn phải luyện tập cho nó thật quen. Dĩ nhiên lúc đầu các bạn chưa từng dùng qua phím, các bạn sẽ cảm thấy nó khó khăn, nhưng mà hãy tin mình, các bạn cố gắng tập từ những bước rất cơ bản như thế này ha, đánh cơ bản chăm chút nó, thì các bài sau này các bạn tập nó rất là đơn giản và rất là dễ dàng ha. Thì nếu các bạn thích hãy like, subscribe, comment, và có bất kỳ thắc mắc gì hãy comment ha, mình sẽ trả lời cho các bạn trong khả năng hiểu biết. Và nếu được các bạn hãy ủng hộ Seven Guitar Shop, và nếu được hãy ủng hộ Amigos Guitar Shop, mình cung cấp các đàn guitar, phơ, dụng cụ tập luyện cho các bạn rất là giá rất là cạnh tranh ha. Thì cái cây đàn này là hiệu Judas xuất đi Hà Lan ha, giá hiện tại nó cũng chỉ có 4 triệu mấy thôi, rất là đẹp, chất lượng rất là tốt ha. Các bạn có thể PM mình để tham khảo trong cái comment đầu tiên có thông tin liên hệ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo. Bye bye.